Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc ngày 20 tháng 10 tới và kéo dài 24 ngày. Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Hôm qua, thanh tra chính phủ đã chính thức công bố quyết định thanh tra tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC. Cuộc thanh tra này không có trong kế hoạch năm của thanh tra chính phủ, nhưng được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Kể từ ngày 6 tháng 10, thanh tra chính phủ chính thức tiến hành thanh tra đột xuất tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí BVC. Thời gian thanh tra trong vòng 70 ngày làm việc. Cuộc thanh tra tập trung vào thời kỳ hoạt động từ ngày 1 tháng 1 2008 đến ngày 31 tháng 3 2013. Nếu phát hiện nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này, đoàn thanh tra có thể mở rộng kiểm tra. Trước đó, thì Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại BVC giai đoạn 2008-2013 là thời kỳ ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đức Thuận còn giữ các chức vụ lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp này. Trong khoảng thời gian đó, BVC thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng. Trong dự án này, BVC đã rót 110 tỷ đồng. 40 bị can vừa bị cơ quan điều tra khởi tố là những người liên quan trực tiếp có dấu hiệu cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản nhà nước.